dài tết. Đây không phải là một bộ áo dài truyền thống bình thường, là một bộ áo dài cách tân mọi người ạ. Mình nhìn một cái là đã thích luôn ấy. Đó, áo dáng cổ yếm và có buộc nơ ở bên cạnh, có hai lớp, bên ngoài là chất liệu vải tơ, còn bên trong là lụa mềm, nó cứ nhóng nhánh trông rất là xinh, u mê không lối thoát. Chân váy này mình gọi là 10 điểm này. Váy được may hai lớp rất là bồng xòe, họa tiết cực kỳ đẹp nhá. Chất liệu vải lụa mềm nên là mặc có cảm giác nó cứ nhẹ nhàng bồng bềnh ấy. Bộ sưu tập này có ba màu là nâu vàng này, kem hồng và hồng xám. Chiếc của mình là một cái tông kem hồng, trông rất là nữ tính đúng không? Nhẹ nhàng thướt tha đồ đó, nhưng lại cực kỳ ấn tượng và nổi bật. Chiếc này mặc lên rất là xinh sang, mặc đi chơi Tết cũng hợp ý. Mình thấy các bạn thứ 1m5 đến 1m7 mặc vẫn được luôn này. Trời ơi, tôi thích quá, thế là tôi cứ mặc xoay qua xoay lại á. Nếu như mọi người không thích mặc áo dài theo kiểu truyền thống nữa thì thử cái phong cách cách tân này xem, xinh, xuất sắc. Tên mình đi, bye bye. Áo dài Tết. Riêng cái việc đóng gói đã thấy rất là chín chu rồi, bởi vì là được đóng trong hộp. Wow, we pretty. Màu xanh và màu vàng là một sự kết hợp rất là nổi bật sang trọng. Form suông thì trông rất là hiện đại và trẻ trung. Bộ sưu tập áo dài này của We Pretty thì sẽ có 4 màu, dễ mặc lại còn không kén tông da. Áo có chất vải gấm và họa tiết hoa. Cái quần siêu dài rộng luôn á mọi người. Xuân đang tới anh ngỡ ngàng, bồi hồi lên chuyến xe quay về thăm em. Xuân đang tới anh ôm đàn, tự mình ngân khúc ca anh. Cái màu đẹp xuất sắc luôn ý. Sẽ như thế này nè. Đây là một set áo dài cách tân có tên gọi là Bích Đào. Dễ thương nhỉ. Áo bốn tà với chất liệu là tơ ống và quần lụa. Phần cổ thì có nơ cách điệu, có cả cúc ngầu. Với 5 phối màu nhã nhặn không hề kén tông da, đảm bảo đi chụp ảnh Tết là có ngay những bức hình xinh. Quần cặp chung co giãn. Dài là di sản văn hóa Việt và là niềm tự hào của con người Việt Nam. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam duyên dáng trong tà áo dài đã làm siêu lòng biết bao tâm hồn nghệ sĩ.